Chào cả nhà nha. Đây là phần bia mộ, phần mộ của bác Vương Hồng Lợi, quê miền Tây nha. Sau khi xem những hình ảnh của Bửu chia sẻ trên YouTube thì gia đình bác phát hiện ra cái phần mộ này của bác và nhận ra phần mộ của bác. Nhưng mà gia đình không có điều kiện đến đây thăm bác và đón bác về. Gia đình có nhờ Bửu đến đây trùng tu lại cái phần mộ của bác cho sạch sẽ gọn gàng. Như vậy thì Bửu cũng chấp nhận, Bửu đến đây, Bửu cũng trùng tu và vệ sinh lại khu phần mộ bác cho gọn gàng sạch sẽ. Bửu cảm ơn cả nhà luôn luôn quan tâm theo dõi và đăng ký kênh cho Bửu trong thời gian vừa qua. Một lần nữa Bửu cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ Bửu tiếp tục công việc trùng tu nha. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại Bửu đang có mặt tại nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng hòa tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng hôm nay thời tiết tại thành phố Quy Nhơn trời thì không có nắng nha, nhưng mà không lạnh. Khí hậu rất ấm áp nha cả nhà. Bửu đến đây có lý do là Bửu sẽ trùng tu lại cái phần bia mộ của bác Vương Hồng Lợi. Có một người thân xem clip của Bửu thì phát hiện ra người thân của mình, nhưng mà gia đình không có điều kiện đến đây. Nhờ Bửu đến đây rồi trùng tu lại cái phần mộ cho bác nha. Bửu sẽ cố gắng trùng tu phần mộ lại cho bác là đẹp đẽ nha. Mời cả nhà xem clip và đăng ký kênh cho Bửu. Bửu cảm ơn cả nhà. Sau khi được phát quang và sơn sửa lại những cái phần bia mộ thì khu này trống trải sạch sẽ, đẹp đẽ nha. Những cái phần bia mộ mà trứng trứng thì tim Bửu cũng trùng tu nè. Rất là đẹp. Tên tuổi thì các bác được rõ ràng hơn nha.
dĩa dai lắm. Hiện tại thì ông anh cũng tăng cường lực lượng nha, anh cũng phụ làm với mình. Trong đây thì những cái cây trà rất là to nha các nhà, phải chặt, chặt sau rồi xây lại rồi bắt đầu đổ đất lên, đổ đất lên rồi bắt đầu sơn lại những cái phần mộ này, trả lại nguyên bản như ngày xưa cho các bác nha. Tính ra hồi xưa làm sao ở quan phù yếu quá không? Mặt măng luôn mày. Mặt nó mới đàn lên thay đường luôn. Thay đường làm cái gì để đỡ bỡ này. Lúc hết chừng nhà. Phải sao mỗi ngày chừng đi làm. Cái này đi thật biệt. Hôm nay người ta hốt rồi. Trong đây thì cũng có anh Hòa đến, cũng đến chung làm với Bửu nha cả nhà. Anh Hòa này, anh Hòa thợ này cũng đến làm với Bửu, chứ công việc đi thì Bửu làm trong một ngày cũng không đâu, cho nên phải tăng cường đến đây làm trên trong cái mộ của bác trong ngày. Xây mộ đó nha. Thấy như ông anh chứ còn bổ dọn dẹp được, sơn sửa được, chứ còn xây thì bổ làm có được. Tên cường anh đi. Hồi xưa tấp lô thôi. Lúc tấp lô không? Tấp lô. Hồi đó là người đó gạch. Hồi xây nhà. Mà tấp lô đi, hồi xưa cũng non hồ này. Non không? Vậy mà có cái lô mộ kia sạch lắm nha. Chiếc lắm. Cái bia vẫn hồ già luôn nha. Do nó làm đó, do thầy thợ, do ông thầu á, do mấy phụ á, phụ là bảo ấy. Chứ con hầu thầu đó xin anh muốn gì muốn gì đâu ha. Thầu đó muốn gì anh muốn gì đâu mà. Đỡ trâu vô không có chơi. Thầu nó còn nó đập cho trâu. Do mấy thợ. Nhiều con phụ nó không biết đó. Làm nó làm nó làm nó nói chung là lúc đó cũng làm cho xong mà. Đâu phải một người đâu, tạo lao từ trước không.
một vườn rồi. Con nó biết trụng trụng luôn, trụng luôn. Tiền thì nó nằm cái luôn. Dễ được rồi. Cũng vừa thôi chứ không không không. Nó lúc nó cát phải làm phải dài chứ không thích. Cát thì cát dài. Thích hơn thì đi đất tô mà đất tô. Tính ra thì đổ đất rồi nó sạch chứ đâu. Đó. Cây có nó không mệt nữa không? Đổ cát cái đó không không cây lên nó mệt rồi. Đổ cát rồi đổ sạch rồi. Rất là thôi chết luôn. Chết luôn hả anh? Làm cho nó đi sạch lại chứ. Cái là tôi sạch sạch thôi. Thì cứ đem đồ ra tô nhá, vậy đâu có đồ đi đâu. Sạch lại. Đem đồ ra tô. Thôi thôi cho nó. Thôi mấy cái chỗ mấy cái đường hồ thôi. Mấy đứa hộ cần gì đâu, đồ nước thôi, nước thôi nước bay nước bay thôi được rồi, em cũng làm này. Tô lại chúng mình đổ đất ra giữa coi ha, nó ở đây nè ha, để trong hộ thọ ra ngoài à, đổ đây ra đây chứ cũng làm chúng ta lắng nó còn mù nó cứ tô không còn cái chỗ hồ đổ ông mà đổ đất ra được rồi. Sơn còn đổ mạng mới đâu mà cho tôi làm cho đi. Đây con nó tưa xương được chưa? Tưa xương được chưa? Chưa. Sau khi Tùng Tu xây lại những cái khung mộ của bác Vương Hồng Lợ thì cả nhà thấy đẹp không cả nhà? Quá đẹp nha. Đây nữa thì một chút nữa thì nó khô, chiều khô á, bộ sẽ chở đất bộ đổ vô. Đổ xong rồi bổ sơn lại. Thành như một cái ngôi mộ mới nha cả nhà. Thường ông làm đi ngày 400 không? 400 mấy? Ngày 400 không? 400. 400 cho thợ, bữa nay 400 cho nhiêu? 400 mà để cho à, 400. 400. Không có làm 400 mà. 400 nữa cho trả 400 như sao? 400. 400. 400 được rồi, mình làm việc đây mà đâu có lấy cao được. Việc đây vừa làm vừa thiện không?
Làm xong rồi về chứ chiều có việc á. Tranh thủ làm gì vậy? Sau này nữa xong mà. Rảnh thì xuống làm, nghề nào rảnh xuống làm. Rảnh thôi. Hả? À.
sau một ngày làm việc vất vả và đời thì rất nắng nha. Cuối cùng thì bộ đã cũng hoàn tùng tu xong cái phần mộ của bác Vương Hồng Lợ ở miền Tây nha. Bộ mong cho linh hồn bác cũng sớm vãng sanh miền cực lạc, và mong cho gia đình mau đến đây đưa bác về đoàn tụ với gia đình sau 50 năm xa cách. Đó là bộ mong muốn nhất nha. Như vậy thì cuối cùng bộ đã hoàn thiện xong cái phần mộ của bác Vương Hồng Lợ nha. Ngôi mộ thì sau khi làm lại thì rất là sạch sẽ nha cả nhà, rất là đẹp nha. Bộ sẽ quay qua một vòng, bộ sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Khuôn mộ rất đẹp này, rất sạch sẽ gọn gàng, vuông vức nha. Trả lại nghiền mẫu cho ngày xưa cho cái ngôi mộ của bác nè. Ở trên bên trong thì bộ cũng có đổ cát nè, cát sạch nha cả nhà, cát biển nè, rất là sạch. Phần mộ số 283 hạ sĩ Vương Hồng Lợ thuộc tiểu đội 1 trung đoàn 40 tử trận ngày 7 tháng 11 năm 1969. Du lịch anh Vương Khánh lập mộ năm 1969. Như vậy là bộ đã hoàn thành cái phần mộ của bác Vương Hồng Lợ nha. Chúc cho bác sớm vãng sanh miền cực lạc. Sau khi hoàn thiện xong cái phần mộ của bác Vương Hồng Lợ thì trời cũng đã chiều nha. Có lẽ bộ Silver, bộ chúc gia đình bác Vương Hồng Lợ sớm ra đây nhận lại phần mộ của bác nha, và sớm đưa bác về vô hương nha, sau 50 năm xa cách. Có lẽ bộ sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Bộ chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Bye cả nhà nha.